Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Tên tôi là Phan Anh và rất vui được chia sẻ với các anh chị tiếp tục trong phần series các cái video hướng dẫn về thao tác bài học Smart Email Marketing by Phan Anh. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị lựa chọn các dịch vụ email marketing để thực hiện email marketing sao cho nó hiệu quả. Thế thì trong cái loạt bài tôi đã nói về cái dịch vụ email marketing và lý thuyết cũng như là cách thức để làm sao cho hiệu quả. Thế còn đây sẽ là cái phần liên quan đến trực tiếp là các phần mềm, được chưa ạ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào đây dùng Google tìm kiếm là email marketing và service, được chưa ạ? Vâng. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có rất nhiều các dịch vụ email marketing như là GetResponse, rồi thì đây là gì ạ? Vâng, SendinBlue, vâng, SendPanzo, vâng, nhiều lắm ạ, vâng, Branchmark Email, MailChimp, vâng. Và những cái bài ở đây thì họ hướng dẫn là các cái dịch vụ email tốt nhất. Thì cái phần này chúng ta đang nhìn thấy đây là Google AdWords, họ chạy để mong muốn có khách hàng chạy quảng cáo, tìm được cái dịch vụ của họ và trở thành khách hàng. Ok, đây thì chúng ta nhìn thấy là cái phần nó đánh giá là The Best Email Marketing Service of năm 2016, vâng. iContact hay là Constant Contact hay MailChimp, vâng, Campaigner, GetResponse, vâng, Pinpoint, Branchmark, vân vân, rất nhiều nhá, rất nhiều. Thì tôi không bình luận là cái nào tốt hơn, cái nào tốt kém, bởi vì mỗi một cái dịch vụ thì nó đều có những cái sự phân định ở đây rồi, họ cũng chấm điểm sẵn hết rồi. Từ trái qua phải là những cái dịch vụ chất lượng. Ở đây nó là do thói quen của người dùng thôi. Thì tôi đã mua sẵn một cái dịch vụ là GetResponse. Thì các bạn có thể tìm GetResponse như thế này. Thì các bạn truy cập vào trang web và các bạn đăng ký tài khoản. Tài khoản của GetResponse thì sẽ có hai dạng, đấy là tài khoản dùng thử và tài khoản trả phí. Thì cái tài khoản dùng thử ở đây thì chúng ta hãy đăng ký, đúng không ạ? Start your free trial đây. Vâng. Thế còn ở đây thì tôi đã dùng cái tài khoản trả phí rồi. Tài khoản trả phí là tôi đã mua là mười mấy đô la một tháng đấy, để hướng dẫn cho các anh chị trong cái email này. Thì về cơ bản là tính năng của cái tài khoản dùng thử và tính năng của cái tài khoản trả phí thì nó cũng giống nhau, nó không khác gì nhau cả. Cái tài khoản dùng thử thì nó sẽ bị hạn chế một số cái tính năng, còn cái tài khoản mà trả phí thì nó sẽ không hạn chế, đúng không ạ? Hoặc là nó có nhiều cái tính năng tốt hơn. Thế thì nếu như mà các bạn mà sử dụng dịch vụ email marketing chuyên nghiệp, thông minh, thì chúng ta nên sử dụng các dịch vụ email marketing trả phí nền web. Thì một cái dịch vụ như thế này người ta gọi là dịch vụ email marketing trả phí nền web, các anh chị nhé. Nền web tức là mình không cần phải cài đặt trên phần mềm ở trên máy tính hay máy chủ nữa. Bởi vì trước đây nó cũng có các cái dịch vụ email marketing là chúng ta cài bằng các cái phần mềm trên máy tính mà chúng ta chạy. Thì đây là cái giao diện cơ bản của phần mềm GetResponse. Và các phần mềm khác thì tôi nghĩ rằng là nó cũng tương tự. Tôi đã sử dụng MailChimp, Grady rồi vân vân. Thì nó khá là tương tự. Ý tôi muốn nói là về mặt tính năng. Chứ còn giao diện và một số cái phần mềm này hơn cái phần mềm khác, một số thứ thì cái đấy chúng ta cũng không cần quá chi tiết. Và việc chúng ta sử dụng dịch vụ email nào nó là do thói quen, do thu nhập và do cái kinh nghiệm của chúng ta. Chứ thì các cái dịch vụ email marketing thì nó cũng sàn sàn như nhau, được chưa ạ?